Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đức Giang Vlog. Thì hôm nay mình sẽ đá trận Dream League Soccer bằng một tay. Vì camera của mình dạo này nó hỏng rồi, nên là mình chỉ nai bằng vầy thôi. Thì hôm nay mình sẽ gặp đội Manchester United. Đội hình này ngang ngửa với mình đấy, khá là cân bằng. Trận đấu này các bạn dự đoán ai thắng đây? Và mình sẽ giao bóng ở bên phía tay trái màn hình. Vâng, và một pha không hiểu ý. Cầu thủ phòng ngự, có phòng ngự đâu không? Vâng, đã phòng ngự được. Đây là Ronaldo. Ronaldo. Các bạn đã bóng ra ngoài biên. Một pha việt vị, đó chính là đến từ vị trí của Sterling. Các bạn cùng dự đoán xem ai thắng ai thua đây. Mình dự đoán là mình thắng. Nhìn vào đội hình này thì mình thắng rồi. Nhưng mà đội bạn đã cũng ngang ngửa đấy. Đây là Kane. Chuyền bóng cho Haaland. Haaland chuyền bóng cho Mbappe. Vâng, sút cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Kevin De Bruyne. Penalty rồi. Penalty. Van Dijk bị penalty rồi. Mình đang đứng trước một quả biên. Vâng, không vào. Rất tiếc. Và vào cho đối thủ. Không sao. Chúc mừng bạn đã ghi một bàn thắng danh dự. Mình sẽ thắng cho bạn, các bạn xem. Bàn vừa nãy là bàn ấy thôi. Sút vào. Thấy chưa các bạn ơi? Bàn vừa nãy là bàn danh dự thôi. Đội áo đỏ gọi, đội áo đen trả lời. Quá hay thưa quý vị. Và hai đội về trở về vạch xuất phát. Bóng không đến được vị trí của Neymar. Đường phất bóng dài dành cho Neymar. Không thể làm gì. Đội bạn chuyền bóng đi đâu vậy? Và hiệp một trận đấu đã được thổi. Và hiệp 2 trận đấu đã sắp được thổi. Và hiệp 2 mình sẽ thay 3 cầu thủ tiền đạo vào sân. Đá cho nó máu lửa. Tại vì mình cũng không biết thay đâu. Cứ cầu thủ nào đá tốt ở vị trí đấy là mình cứ cho vào. Ví dụ Alisson đá tốt ở vị trí tiền đạo thì mình cho đá tiền đạo, mà thủ môn thì mình cho bắt thủ môn. Vâng, đây là Messi. Messi. Ném biên cho đội mình. Không thể dứt điểm. Đó là đến từ vị trí của Messi. Và đường tạt bóng sang bên phía cánh trái.
không có gì khó khăn đối với thủ thành Alisson. Và đường chuyền dài cho Ronaldo. Ronaldo đối mặt không vào. À, quả đấy. Và đội bạn có sự thay đổi hội ý. Đội bạn có sự hội ý. Không biết là có lâu không đây. Đội mình đang chơi lại với phong độ rất là tốt. Đây là Mendy. Đây là Sana. Đây là Ronaldo. Ronaldo đi bóng. Sút bóng vào. Một pha sút bóng rất là đẹp mắt đến từ vị trí của Ronaldo. Từ khâu qua người đến khâu dứt điểm đều hoàn hảo. 2-1, 2-1 dành cho Việt Nam. Đội Việt Nam. Đây là Sancho. Vâng, bóng đã làm gọn trong tay thủ môn. Không có gì nguy hiểm cả. Đường chuyền dài dành cho Neymar. Bóng không đến được vị trí của Neymar. Và một sai lầm đến từ hậu vệ. Quá đáng tiếc dành cho đội Việt Nam. Thật sự đáng tiếc. Và đội Việt Nam đang phản công. Sút bóng. Bóng đã đập cột. Và vào. Anh Giang đã sửa sai. Đội Việt Nam đã rơi lên dẫn trước. Thật sự bàn này rất là đẹp. Nhưng mà không phải đẹp mà đến phút cuối cùng rồi. Anh Giang mới ghi được bàn thắng. Một sai lầm của hậu vệ. Nhưng vẫn còn đó Neymar. Và Neymar đã là rất là tốt. Và xin dừng clip tại đây. Tại vì clip đã hết rồi. Hy vọng tất cả các bạn ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tất cả mọi người.